phân phối xỉ và lẻ đặc sản Lý Sơn, Nguyễn Xương hân hạnh kính chào quý khách. Lời đầu tiên, đặc sản Lý Sơn, Nguyễn Xương xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời tri ân sâu sắc đến quý khách hàng gần xa đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Những ai yêu thích hương vị các món đặc sản của Lý Sơn, muốn thưởng thức hương vị chính gốc nơi đây mà chưa có dịp đến với Quảng Ngãi, thì nay, tại Đà Nẵng, quý khách cũng có thể được thưởng thức những đặc sản ấy ngay tại cơ sở kinh doanh đặc sản Lý Sơn, Nguyễn Xương. Là cơ sở uy tín, chất lượng, chuyên cung cấp xị và lẹ, hành tỏi Lý Sơn, chả cá Lý Sơn, nước mắm nhĩ Lý Sơn, mực khô, mực một nắng, tỏi cô đơn, song biển và song biển sấy khô, được sản xuất và cung cấp theo phương pháp truyền thống chính gốc từ Lý Sơn. Nói đến đặc sản Lý Sơn, chắc ai cũng biết đến đặc sản hành tỏi. Xưa nay, hành tỏi Lý Sơn đã nổi tiếng không chỉ với người Việt mình mà còn đối với du khách quốc tế. Hành tỏi đảo Lý Sơn đã được trồng cách đây hàng trăm năm trên đất đảo. Tỏi Lý Sơn được xem là vị thuốc thần kỳ của người dân đất đảo. Đặc biệt là loại tỏi cô đơn và tỏi được lên men tự nhiên nổi tiếng. Chúng tôi đảm bảo cung cấp đúng thương hiệu đến từ vùng đất Lý Sơn. Đặc sản thứ hai phải kể đến đó là nước mắm nhĩ Lý Sơn, loại nước mắm danh bất hư truyền với độ đạm cao, hương vị nồng nàn. Nước mắm nhĩ Lý Sơn được chọn lựa nguyên liệu cẩn thận từ những con cá cơm tươi nguyên chất. Để cho ra được những giọt nước mắm ngon tuyệt, mỗi một gia đình làm mắm truyền thống đều có công thức cùng bí quyết riêng. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi kỹ thuật cao và sự cần mẫn của người làm mắm. Được cho là đệ tam thương hiệu Lý Sơn, chả cá Lý Sơn được làm từ thịt cá đỏ củ, hay còn gọi là cá sọc nhông. Người dân tại đây sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt truyền thống, nên những con cá vừa được đánh bắt vẫn còn sống, tươi rói sẽ được người dân chế biến ngay. Quy trình chế biến hoàn toàn bằng thủ công, cá được rửa sạch, dùng muỗng nạo tách thịt cá ra khỏi xương, sau đó bỏ thịt cá vào thau, nêm nếm gia vị, tỏi tiêu, muối, bột ngọt, rồi dùng tay nhào bóp cho đến khi chúng quyện chặt săn lại là được. Tỏi được dùng để ướp ở đây, đặc biệt phải là tỏi Lý Sơn. Chính vì vậy, hương vị của món chả cá này vô cùng khác biệt, không lẫn với bất cứ loại chả cá nào. Thưởng thức đặc sản Lý Sơn mà chưa thưởng thức món mực thì quả là một thiếu sót. Với hương thơm của mực tự nhiên, khi thưởng thức, ta cảm nhận được vị ngọt, độ dai vừa phải của mực, như đưa ta về cạnh ngồi bên bờ biển, thưởng thức mực tươi vậy. Chính vì thế, mực khô, mực một nắng Lý Sơn tại cơ sở Nguyễn Xương được nhiều du khách lựa chọn làm quà biếu cho người thân và bạn bè. Được sinh ra và lớn lên tại vùng đất mẹ Quảng Ngãi, với mong muốn giới thiệu đặc sản của quê hương mình đến với mọi người, mọi nhà, trải qua nhiều năm kinh doanh và tạo dựng uy tín, cơ sở đặc sản Lý Sơn, Nguyễn Xương luôn cam kết cung cấp những sản phẩm chất lượng, mang những sản phẩm chính gốc Lý Sơn đến tay người tiêu dùng. Chúng tôi thấu hiểu các bà nội trợ hiện đại ngày nay rất bận rộn, ít thời gian chế biến những món ăn cầu kỳ. Vậy nên, chúng tôi mang đến những sản phẩm sạch, an toàn, tiện lợi, nhưng lại không kém phần dinh dưỡng và thơm ngon, đáp ứng nhu cầu bữa ăn trong gia đình. Bên cạnh đó, cơ sở Nguyễn Xương còn nhận cung cấp số lượng lớn cho các quán ăn, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn doanh nghiệp như trường học, công ty trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và ship hàng trên toàn quốc. Rất mong nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng gần xa. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ nhà phân phối xỉ và lẻ đặc sản Lý Sơn, Nguyễn Xương tại địa chỉ 191 Hoàng Đình Ái, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, hoặc liên hệ hotline 0974 163 980. Đặc sản Lý Sơn, Nguyễn Xương, hương vị của quê hương.